Sydney 12 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tu nữ tỉnh hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng và tân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 12 năm 2021 Phật lịch 2565. Để tại hôm nay tuần lễ sinh hoạt đặc biệt tiễn năm 2021 bước sang năm 2022 sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng điều hợp trình và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, và tiếp theo chương trình thì chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi điều hợp chương trình ngày hôm nay. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, trân chào tất cả quý Phật tử. Mình quý ngài và thưa quý vị, tối qua chúng tôi có việc thức dậy sớm và nhận được một số email bỗng nhiên có một cái thay đổi. Vì một số vị đã nói với chúng tôi về sự ra đi của người ở trong gia đình cũng giống như là những người quen biết xa gần ở trong thời gian đại dịch vừa qua, và có một số hỏi về những băn khoăn tháng ngày sắp tới liên quan đến đời sống tinh thần. Thưa quý vị, thường thường thì mỗi năm chúng tôi hay bắt đầu một năm mới với những câu chuyện về tân niên. Nhưng mà trong thời gian những năm vừa qua thì thưa quý vị, đây là mùa Noel và Tết Dương lịch thứ ba mà chúng ta trải qua cái gọi là một mùa đại dịch của cả nhân loại. Thực ra thì cuối năm 2019, khi mà đại dịch bắt đầu, mới chỉ bùng phát ở Vũ Hán, bên Trung Quốc, thì lúc đó đa số chúng ta vẫn nghĩ rằng nó cũng giống như trường hợp bệnh than, tức là tức chỉ trong phạm vi ở Trung Quốc hay một vài quốc gia lân cận. Và chúng tôi nhớ lúc đó là đã có một vài cái ca nhiễm ở tại Thái Lan. Và cuối cùng là do lời khuyên của một vài Phật tử mà chúng tôi đã hủy bỏ chương trình đi Thái Lan. Thưa quý vị, không ngờ rằng
chỉ vài tuần lễ sau đó thì đại dịch đã bắt đầu tới Âu Châu, và nước Ý đã rơi vào trong một cái trường hợp mà chúng ta rất khi nghe Âu Châu là sự phong tỏa đi lại, nhà nào ở riêng nhà đó, rồi sự chết chóc nhiều ra khắp nơi. Những đội ngũ y tế, bác sĩ, y tá làm việc không ngưng nghỉ, quân đội được huy động. Rồi từ Ý lại, chúng ta nghe những trường hợp như Tây Ban Nha, rồi Pháp và nhiều nơi khác nữa. Và đại dịch đã bao trùm. Lúc bây giờ thì ở tại Mỹ đã có những ca nhiễm bắt đầu, nhưng mà người ta vẫn tin rằng cái nền y tế của Mỹ đủ sức để phòng chống và đẩy lùi COVID. Nhưng mà thưa quý vị, đến cuối năm 2020 thì nước Mỹ lại là một cái trung tâm dịch lớn nhất trên thế giới. Và Tây vừa qua Tết, mà từ năm 2020 sang 2021, thì lúc bây giờ chúng ta cảm thấy rất là yên tâm và cũng có phần hãnh diện, là mặc dù Việt Nam không phải là một nước giàu, có cái phát triển tốt về y tế so với các nước giàu có khác, nhưng mà dường như Việt Nam đã trở thành một quốc gia ngoại hạng trong cái khả năng phòng chống bệnh dịch, bằng những sự phong tỏa, truy tìm những cái dấu tích. Một người mà bị lây á, thì người ta có thể đi truy tìm đã đến đâu và bao nhiêu người đi tiếp xúc. Họ có thể phong tỏa cả một con phố, cả một làng, thậm chí một quận. Nhưng mà thật ra thì, thưa quý vị, những ngày đầu khi mà đại dịch COVID lây lan ra, thì chúng ta cứ nghĩ rằng đại dịch sẽ chi phối một vùng đất, một quốc gia nhiều lắm, là trong vòng 3 tháng hay 6 tháng. Với sự cách ly, với những biện pháp giãn cách xã hội, rồi với những cái biện pháp như là mà đeo khẩu trang, v.v. người ta sẽ có một cái cách thế để đương đầu với đại dịch. Nhưng mà rồi tất cả đều vỡ trận hết. Chúng ta nói với Ấn Độ là một quốc gia mà, thưa quý vị, sản xuất nhiều vaccine nhất ở trên thế giới trong thời gian đó. Và người ta có những bài báo ca ngợi rằng những quốc gia Phật giáo thì cái sự lây lan của đại dịch tương đối ít so với những quốc gia Âu Mỹ. Người ta cũng nghĩ rằng cái khả năng mà phong tỏa nó là một biện pháp rất tốt để chặn lại cái sự lây lan, giống như trường hợp của Vũ Hán bên Trung Quốc hay là trường hợp phong tỏa của Việt Nam. Nhưng mà không, COVID đã đến chỉ trong thời gian hơn 12 tháng thì đã có mặt khắp nơi ở trên trái đất này, từ châu Phi sang châu Mỹ, từ châu Âu sang châu Á, mà những quốc gia xa xôi mà dường như là cách biệt, như là Bắc Hàn, như là Bhutan. Nhưng mà rồi COVID cũng tìm đến. Chúng ta nói đến một cái thế giới chưa bao giờ mà nhân loại phải chứng kiến ở trong thời đương đại. Đó là có lúc tất cả những chuyến bay từ quốc gia này sang chuyến bay khác, chuyến bay hành khách bình thường đều bị hủy bỏ. Chúng ta không tưởng tượng được là trong thời đại của chúng ta, mà thưa quý vị, lại có cái sự kiện như vậy. Chúng tôi nhớ rằng có rất nhiều hình ảnh mà trước kia chúng ta cũng không nghĩ ra là có thể xảy ra vào trong thời đại của chúng ta. Ví dụ như ở tại Tây Ban Nha thì có một tấm hình mà người mẹ bị vương vào COVID đứng từ cửa sổ, và người con đứng ở ngoài hàng rào để vẫy tay từ giã người mẹ. Mẹ con thì thân thiết chừng nào mẹ bị COVID mà con không chăm sóc được. Và người con cũng hiểu rằng lúc đó chưa có thuốc chữa,
và không cách giữa. Và người mẹ sau khi vẫy tay thì phải đi vào sự cách ly, rồi chết đi, rồi hỏa táng. Và đó là lần cuối cùng mẹ con có thể nhìn nhau. Chúng ta nhìn hình ảnh của một người thân đến một cửa sổ vẫy tay, giống như một người bị đưa ra pháp trường. Mà đưa pháp trường thì còn có thể lãnh xác được, còn những người thân thì không có lãnh xác được. Ở đây chờ cho đến khi hỏa táng còn một khu cốt. Và chúng tôi cũng nhìn thấy những hình ảnh sau này. Ở tại Sài Gòn, Việt Nam có những khi người ta lập bàn thờ ở trước nhà để đón khu cốt của người thân đi về. Nhưng muốn dù không, thưa quý vị, tất cả chúng ta phải nhìn nhận rằng đại dịch thật sự có ảnh hưởng lớn đến cả nhân loại về mọi mặt, về xã hội, về chính trị, về kinh tế. Nhưng mà trong cái nhìn, góc nhìn của người con Phật, đạo Phật Pháp thì chúng ta ưu tiên cho vấn đề tinh thần. Chúng ta đối diện với đại dịch như thế nào? Bên cạnh những biện pháp phòng chống, bên cạnh những phương thức chữa trị. Nội một chuyện đơn giản thôi là sự cách ly. Một khi mà sự đi lại tiếp xúc nó không bình thường, sinh hoạt không bình thường, và với rất nhiều cái sự bất thường mà chúng ta phải sống mỗi ngày. Thoạt đầu thì nghe không có gì, thưa quý vị. Chúng ta hoàn toàn không có thấy là nó phải quá lớn chuyện để gào thét, tại vì cả thế giới đều bị như vậy. Chúng ta cảm thấy rằng mình có khả năng chịu đựng, tại vì nhất là mình cũng đủ lớn, đủ hiểu để chịu đựng. Nhưng mà trong nhiều cái bản thống kê cho thấy rằng đại dịch thực sự ảnh hưởng một cách sâu xa đến đời sống nội tâm của con người trên trái đất này. Nếu chúng ta không có ý thức được điều đó, đó thì thưa quý vị, một lúc nào đó chúng ta trở thành một nạn nhân mà chúng ta không hay. Và bản thân của chúng tôi đó thì cũng phải thưa rằng ở trong thời kỳ 2 năm qua, phải nói rằng đã biết rất nhiều người, những người thân, những người gần, hoặc là những người ở xa. Ở trong đó có các vị cao tăng, có những người quen biết xa đã ra đi ở trong đại dịch COVID. Chúng ta nghe như vậy, chúng ta nói như vậy, nhưng mà câu hỏi được đặt ra là những điều đó đó, nó có là những bài học để chúng ta chiêm nghiệm, những bài học để chúng ta áp dụng Phật pháp ở trong đời sống hàng ngày không? Dĩ nhiên là mở đầu một năm mới thì chúng tôi không có muốn nêu lên những điểm mà ông bà chúng ta nói rằng đầu năm đầu tháng nói cái gì cho nó cắt đường tốt lành. Thì do vậy, thay vì chúng ta có 3 ngày đầu xuân mà chúng ta nói về năm mới, thì chúng tôi nghĩ rằng năm nay chúng ta vẫn tiếp tục đại dịch, và cái đề tài thích hợp vẫn là đề tài chiêm nghiệm lời Phật dạy ở trong cuộc sống hiện tại này. Nhưng mà những điều đó, nếu nó có một liên hệ mật thiết với hiện tại, thì quả thực nó rất là lợi lạc cho mỗi chúng ta. Vì thưa quý vị, sau vài phút đắn đo suy nghĩ, chúng tôi thức dậy lúc nửa đêm, tại vì thật sự tối hôm qua đó, ở chùa cũng có một người gọi chúng tôi, họ cho biết rằng có một người con vừa mất thì COVID. Thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ dành trọn tuần lễ với 7 cái đề tài, 7 đề tài khác nhau cho cái tuần lễ sinh hoạt đặc biệt này. Ngày hôm nay, 27 tháng 12, 2021, thì chúng ta sẽ nói về đại dịch và đời sống tinh thần. Ngày mai chúng ta nói về sự chết của người quen xa gần qua cái nhìn của người con Phật. 2 đề tài đó, nó không phải là vui để chúng ta bàn cho năm tới, nhưng mà thật ra nó có rất nhiều chiêm điểm trong những ngày cuối năm. Ngày tiếp theo chúng ta nói về khả năng thích nghi trước những xáo trộn của đời sống. Chúng ta sẽ lặn sâu vào kho tàng của kinh điển để tìm ra những Phật ngôn, tìm ra những lời đại dạy sâu sắc, chúng ta sống và thích nghi.
Sau đó chúng ta sẽ nói về đề tài sống với chính mình, đề tài thời gian và nhận thức, những lời Phật dạy về tâm an tịnh và cái gì thật sự quan trọng khi nói về tương lai. Thực ra thì bắt đầu thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì thưa quý vị, chúng ta nói về ba đề tài mang tính vô thưởng vô phạt. Chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử sẽ không có phiền. Dạ, quý vị thực sự không có phiền. Đặc biệt là ngày thứ bảy mùng 1 của năm 2022. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về đại dịch, chúng ta nói về cái chết, chúng ta nói về sự thích nghi với những xáo trộn đó, thì chúng ta nói về những cái những ngày tháng cuối cùng của năm 2021. Chúng tôi không phải là tin dị đoan, nhưng mà nghĩ một điều như vậy là mình sống ở đâu thì theo phong tục ở đó. Và chúng ta sống trong cõi nhân gian này, người ta kiên cử những điều không có vui nói ngày đầu năm, thì chúng ta nói ngày cuối năm vậy. Nhưng mà trọn cái tuần lễ này thì chúng tôi muốn đặc biệt gửi sự chia sẻ đến bất cứ ai mà cảm nhận rằng mình đang chịu những cái khó khăn, những cái xấu, những cái u uẩn về đời sống nội tâm. Và bằng một cái lời tha thiết mong mỏi của tất cả chư tăng, các vị giảng sư trong room, thì chúng ta cũng mong rằng Phật Pháp, cái đời sống mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta, sẽ giúp cho chúng ta tìm thấy được sự nương tựa ở trong một cái thời kỳ mà hết sức là đặc biệt khó khăn của nhân loại này. Thưa quý vị, đã thấy Thượng Tọa Tệ Siêu vào trong room, xin được thay mặt đại chúng để kính thỉnh Thượng Tọa bằng đầu tư cho cái chương trình tuần lễ đặc biệt này. Đây là tuần lễ mà chúng ta tiễn đưa năm cũ 2021 để bắt đầu bước sang năm mới 2022. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu. Xin được hỏi Thượng Tọa Tệ Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Dường như dạ kính thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư thành phần đệ tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Tổng cùng chư Tùng Đức, Tùng Râm. Thân chào quý bảo cô Tùng Nữ, chư Phật tử. Kính thưa quý vị, một năm rồi lại một năm, thời gian cứ lặng trôi qua như vậy. Ở đầu năm ở chúng ta có mặt, và cho đến cuối năm chúng ta vẫn còn có mặt. Nhưng chúng ta cũng đã sống được một năm. Bây giờ chúng ta sống, chúng ta tính từng năm. Nhưng trong một năm qua, một năm trôi qua, điều mà chúng ta nên nhìn lại và chúng ta chuẩn bị một năm mới là điều mà chúng ta nghĩ phải làm cái gì. Nhìn lại một năm cũng đã trôi qua, còn nữa thì hết trong sài của 2021
chúng ta hãy nhìn lại để xem coi chúng ta đã làm được cái gì, tạo được cái công đức gì, chúng ta có tiến bộ tinh thần như thế nào trong đời sống tập theo lời dạy của Đức Phật. Rồi vài ngày nữa đến ngày thứ sáu là mùng Tây, chúng ta chuẩn bị chồng năm mới. Chúng ta phải lên cái kế hoạch là chúng ta sẽ phải làm cái gì nếu chúng ta còn sống tiếp tục, để chúng ta làm lợi ích, tức là làm cái tương lương mà chúng ta đem theo trong dòng sanh tử luân hồi vì sau này. Tất nhiên trình đặc biệt khi nhắc đến cái thời điểm dịch COVID cho toàn cầu thế giới, nó sẽ chi phối đến đời sống nhân loại chúng ta rất nhiều. Nhưng nếu chúng ta chỉ biết nhìn để mà chúng ta ngao ngán, chúng ta thở dài, chúng ta hy vọng rồi chúng ta tuyệt vọng, không biết bao giờ nó hết, hãy chấm dứt bệnh đi trả lại cái không khí bình thường, vui vẻ an toàn, ta cứ sống trong cái sự quan mai như vậy đó, thì nó cũng có đem đến lợi ích gì cho ta cả. Mà trong khi chúng ta có nhiều việc cần phải làm, nó thiết thực và tích cực trong đời sống tu tập của một người Phật tử, thì những cái việc đó, quý vị có học Phật Pháp, quý vị có đã biết rồi, quý vị sẽ hiểu được chư Tăng muốn nói cái gì, muốn trình bày cái gì, muốn nhắc nhở quý vị điều gì. Chúng tôi cũng nghe rất nhiều người, nhưng mà vì họ không hiểu hết cho nên họ chỉ vơ đũa cả nắm, họ nói là cái thời dịch bệnh mà ngày nào cũng lên nói chuyện, họ cho rằng nói kinh điển tức là nói chuyện xăng đấy, thì chúng tôi nghĩ người đó họ hơi bị nông nổi một chút. Nếu mà chúng ta chỉ những chuyện không đâu ra đâu, không có lối thoát, mà chỉ ngồi đó thông tin ở chỗ này, thông tin ở chỗ kia đó, thì cái đó là chúng ta mới nói chuyện không có thiết thực, không có lợi ích trong cái dịch bệnh. Chúng ta một mặt là chúng ta sắp xếp của chúng ta nào để nó phù hợp của chúng ta ngăn chặn dịch bệnh. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta ngăn chặn dịch bệnh cho cả thế giới, nó lớn lao quá mình làm không nổi đâu. Ngăn chặn dịch bệnh cho chính bản thân mình, giữ sức khỏe bản thân mình,
Và cứ mỗi người giữ sức khỏe cho chính bản thân mình được ổn, không có bị nhiễm dịch bệnh, như vậy thì cả cộng đồng chúng ta sẽ không bị dịch bệnh, không bị nhiễm. Nhưng mà điều quan trọng nhất là người Phật tử chúng ta phải có một cái lối sống thiết thực để trời. Một là chúng ta luôn luôn giữ được cái niềm tin nơi Phật pháp. Cái niềm tin đó không phải là cái niềm tin dân gian, tín ngưỡng dân gian, mà cái niềm tin đó là chúng ta phải tin tưởng rằng là cách đây trên 26 thế kỷ Đức Phật Ngài đã khám phá ra được cái chân lý về sự khổ, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, sầu bi khổ, oai là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn cái gì mà không được như ý nguyện là khổ. Nó tóm lại thân cũ thủ quẫn là khổ. Ngài đã khám phá ra được cái nguyên nhân sanh khổ. Đó là từ cái sự ái tham, mong muốn, thích thú, đắm nhiễm chỗ này, chỗ khác. Và chính do cái sự tham đắm đó mà chúng sanh tạo không biết bao nhiêu là những cái ác bất thiện pháp. Để rồi cứ mãi luân hồi sanh tử, trở đi trở lại, nhân sanh khổ. Đồng thời Ngài khám phá được cái chân lý diệt khổ, đó là đến cứu cánh niết bàn. Sao không còn cái tái sanh nữa? Nói cách khác là bứng gốc vô minh và ái tham thì nó không còn cái sự khổ sanh tử luân hồi nữa. Đó là niết bàn. Đạt đến niết bàn đó là phải đi theo một con đường. Con đường đó chính là con đường trung đạo, không phải là lợi dưỡng, không phải khổ hạnh, mà con đường đó là con đường bát chánh. Thì chúng ta phải tin tưởng Đức Phật là vị đã khám phá ra bốn cái chân lý đó. Trên thế gian này không có cái gì là không giải quyết được. Nhưng mà tại phàm phu chúng ta sống trong cái sự vô minh, cho nên chúng ta người ý kiến này, người ý kiến nọ, cuối cùng thì không ai thuyết phục được ai để mà chúng ta sống, chúng ta thực hành như thế nào, hành trình trên đạo lộ gì để mà đưa đến sự giải thoát, chúng ta không thuyết phục được. Do đó chúng ta phải đặt niềm tin ở Đức Phật. Niềm tin đó như là một cái phao cứu sinh cho chúng ta trong cái mùa dịch bệnh này. Thứ hai nữa là phải nỗ lực để ta tu tập tạo các thiện pháp, các cái thiện nghiệp. Thiện nghiệp ở đây đó không phải là chúng ta dịch bệnh này chỉ mỗi việc là tranh thủ đi làm phước để đi làm việc thực hiện chỗ này chỗ kia đâu, là tranh thủ tập đi đó. Ta phải tranh thủ làm nhân những ác thiện pháp
từ bỏ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh đừng làm. Và chúng ta phải trau dồi tâm cho trong sạch thanh tịnh bằng cách là cho thực thiền định. Nhất là chúng ta trau dồi cái trí tuệ để quán thấy vô thường khổ não vô ngã được. Thì như vậy đó là cái phao cứu sinh thứ hai. Ở trong mùa dịch bệnh này, để chúng ta làm được, chúng ta tu những thiện pháp đó, đó là tâm chúng ta an vui. Niềm tin giúp cho chúng ta có cái dũng tinh thần để tiếp tục sống và tiếp tục đi tới. Còn những cái thiện pháp mà chúng ta tu tập giống như là tư lương, là hành trang, là vật thực và chúng ta mang theo trong quá trình không có bị đối khổ gì đó. Cho nên chúng ta chỉ có hai cái phao cứu sinh đó thôi. Thì chúng tôi xin có một vài lời để chia sẻ với quý vị như là đạo từ để bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Sát thủ kinh trần thì đó từ sư. À, thưa vị, sau đạo từ thì từ sư chúng tôi sẽ được bước qua một việc khác, đó là đại dịch của tất cả chúng ta. Phải nhìn nhận một điều rằng bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, hoặc ít hoặc nhiều, hoặc cách này hay cách khác thì chúng ta ảnh hưởng bởi đại dịch. Và đa phần là đại dịch tạo cho người ta có cái ảnh hưởng tiêu cực. Dĩ nhiên có một số người có ảnh hưởng tương đối rất là tốt, bởi vì ví dụ như họ làm ăn được, vì lý do đó họ làm ăn được tốt trong mùa đại dịch. Nhưng mà đa phần thì chịu ảnh hưởng khó khăn về đại dịch rất là nhiều. Thì nhân có thượng tọa Pháp Tân hôm nay thì xin cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân để chia sẻ một vài điều với quý Phật tử. Không biết là thượng tọa Pháp Tân có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ. Thì Pháp Tân, chúng ta tụng kinh đó, và chúng ta học trong kinh đó, thì thường có những cái câu quán niệm như là những cái pháp vô thường, khổ não, vô ngã. Nó không phải chỉ riêng ở trong, dành cho riêng một người, một xóm làng, một gia tộc, một quốc độ, mà dành cho cả thế giới này. Nếu một cái họa mà nó xảy ra như là đại dịch, mà nó không phải chỉ xảy ra riêng cho một thành phố, một vùng, một miền, một quốc gia, mà nó xảy chung với nhân loại đó, thì cái mà chúng ta gọi là cá biệt cũng như là cái chung về những cái hiện tượng vô thường, khổ não, vô ngã, kể cả bệnh dịch đó, thì giữa cái chung và cái cá thể đó, đó nó có ảnh hưởng đời sống của chúng ta như thế nào, và tại sao chúng ta nên nhìn thấy vô thường, khổ não xảy ra, vô ngã xảy ra chung cho tất cả chúng sinh. Xin thượng tọa Pháp Tân hoan hỷ giảng dạy cho quý Phật tử thấy được cái lợi lạc ở trong nhìn này. Kính thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Bình Hạnh, đại đức Tề Tri, đại đức Tề Đức Sư Nguyên Tông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và qua câu hỏi của thượng tọa thì con xin có cái suy nghĩ ở trong cái điều mà liên quan đến với cái đại dịch vừa qua. Thì hiện nay đó thì dịch nó cũng đang diễn biến, chứ nó cũng chưa có phải là hết, vẫn còn diễn biến dường như là 2 năm nay rồi. Thì với một cái người học Phật thì con nghĩ rằng mình hiểu được cái lời dạy của Phật
liên quan đến cái điều mà Đức Phật dạy về vô thường, khổ, vô ngã. Bởi vì cái đó là cái tính chất thật ở trong những cái hiện tướng của cuộc đời này. Tất cả các pháp hữu vi là như vậy. Cho nên là nếu mà mình hiểu như vậy đó, thì mình hiểu rằng là Đức Phật này dạy cho tất cả trên cuộc đời này. Dù là trong mỗi thời kỳ đó, đều là có cái sự thay đổi khác nhau, nhưng mà những cái hiện tướng về vô thường, khổ, vô ngã, những cái sự thật đó thì nó không bao giờ thay đổi. Cho nên con nghĩ rằng là Đức Phật dạy một cái người tu Phật đó là cần có cái sự quán niệm về ba cái đặc tướng đó. Bởi vì mình nhìn lại đó, tất cả các pháp của quy là như vậy. Cái gì nó cũng biến đổi, cũng thay đổi. Dịch bệnh cũng vậy. Con nghĩ ngày xưa đó, cách đây chừng 70 năm, 80 năm, nghe ông bà kể lại đó là đặc biệt có một số địa phương bị dịch tả mà chết rất là nhiều. Tức là người ta bị tiêu chảy do cái nguồn nước, hơi thở và tất cả những cái điều đó, chết rất là nhiều. Sự lây nhiễm tràn lan, lây nhiễm tràn lan. Thì cái điều đó cho đến ngày hôm nay thì riêng ở tại Việt Nam thì ít có gặp cái trường hợp bị dịch tả, hoặc là có một vài cá nhân, một số ít nhỏ nào đó thì bị dịch, bị tiêu chảy vậy thôi, chứ cũng chưa phải là đến nỗi một cái trận dịch lớn như là cái trận dịch Covid này. Thì con nghĩ rằng ở đây nó lan tràn hết tất cả, hình như tất cả các cái châu lục, ít hoặc là nhiều, hầu như là như vậy, phần lớn là như vậy. Cho nên nếu một người nghĩ về quán xét về pháp vô thường, khổ vô ngã, thì bản chất của cuộc đời thì nó có thay đổi. Bệnh tật thì nay không bệnh này thì mai sau sẽ sinh ra cái bệnh khác. Các nhà y học thì cũng tìm ra cái phương thuốc để chữa bệnh, nhưng hoàn toàn là đi sau cái chứng bệnh. Đi sau cái chứng bệnh. Khi nào có bệnh thì người ta sẽ tìm ra cái phương thuốc để chữa bệnh. Và sau khi chữa cái lành bệnh đó rồi, lành bệnh đó rồi đó, thì lại phát sinh ra một cái bệnh mới nữa. Thì cái bản chất đó, hiểu như vậy thì mình thấy rằng cuộc đời này nó khổ lắm. Bởi sanh lão bệnh tử mà. Cho nên là nếu mà mình sống ở trong cái thời kỳ đó, mình sống trong một cái địa phương đó, người ta bị dịch mà mình, người ta bị dịch để người ta bệnh hoạn, chở đi bệnh viện, đi cách ly nhiều thứ, rồi có những người tử vong, nhưng mà mình là còn khỏe đó, mà mình thoát khỏi cái bệnh đó, thì mình hiểu rằng pháp hữu vi là như vậy. Chúng ta thoát được là cũng là cái sự may mắn của chúng ta, cũng là cái phước của chúng ta, không bị cái ảnh hưởng chung đó, cái dịch bệnh chung đó. Nhưng mà chúng ta cũng ở trong một cái địa phương đó, thì mình cũng có những sự tương tác nhất định, tức là chịu cái sự hệ lụy nhất định ở trong đời sống. Ví dụ như bây giờ đó là mọi cái dịch bệnh nó diễn ra, thì mọi cái hoạt động ở tại Việt Nam là lúc cái cao điểm đó, thì mọi sự cấm đoán không được đi đâu hết, không được làm gì hết, cứ ở yên một chỗ, hạn chế. Và tất cả những cái sự sinh hoạt đó nó đều là dừng lại, hoặc là tạm dừng lại, chậm lại. Thì con nghĩ rằng mình hiểu được
Cái pháp hữu vi là như vậy, sự vô thường là như vậy. Không bệnh này thì sẽ bệnh khác thay đổi. Sự khổ này của có cái thân này thì không khổ về dịch bệnh thì cũng sẽ khổ vì chiến tranh. Không khổ vì chiến tranh sẽ khổ vì thiên tai, địa ách. Tất cả những cái điều đó nó có thể diễn ra ở trong đời sống. Nó diễn ra trong đời sống. Cho nên nếu mà mình quán như vậy đó, để rồi trong những cái thời điểm dịch bệnh như vậy, có nghĩa rằng mình theo cái sự sinh hoạt bình thường, mọi người sáng ra thì phải đi làm, ai chuyện gì đó, ai làm việc gì đó thì cũng phải tấp nập để đi làm, hối hả để đi làm, để đi việc này việc nọ. Nhưng mà những cái lúc như vậy đó, người ta có những người họ bị cấm đoán như vậy đó, thì họ trở nên cái sự bức xúc, họ trở nên cái sự khó chịu, rồi họ có những sự phản ứng cực đoan, có những cái phản ứng cực đoan. Nhưng mà riêng cái người tu, riêng bản thân con nghĩ rằng là, con nghĩ người tu chắc có lẽ là ai cũng hiểu được điều đó. Cho nên là những cái thời điểm như vậy đó, cái thời gian như vậy đó, bị dịch bệnh như vậy đó, thì là những cái lúc mà mình cần phải hướng về cái nội tâm nhiều hơn, cần phải lo những việc gì đó. Bởi vì mình nghĩ rằng cái gì nó cũng phải diễn ra trong cuộc sống này, bản chất của cuộc đời nó là vô thường, rồi sự khổ đó nó cũng diễn ra ở trong đời sống này. Cho nên nếu mà mình có tránh né hay là mình đối mặt với nó đó, mình đối mặt với nó thì cái việc đó nó cũng phải diễn ra thôi. Cho nên là bằng cách là mình hướng về nội tâm, mình hướng về những cái việc mà như là con nghĩ là hàng ngày thì mình chỉ lo ở chuyện tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, đọc kinh, đọc sách, rồi quét chùa, lau chùa, làm những việc này việc nọ, thì đó cũng là cái cách mà mình giống như là mình làm cho nó cái tiêu mất với cái thời gian, tiêu khiển với cái thời gian. Như vậy thì mình có việc để mà mình không nghĩ những chuyện khác, mà mình lại có cái niềm vui của mình. Niềm vui đó là mình hướng về cái đời sống nội tâm, hoặc là có thời gian mình ngồi thiền nhiều hơn, rồi mình xem kinh xem sách nhiều hơn, mình có những cái việc như vậy. Thì con nghĩ rằng ở trong cuộc đời này đó, thì ba cái hiện tướng là vô thường, khổ, vô ngã đó, đó là cái nền tảng gốc tại mà Đức Phật ngày dạy mình ở trong trường hợp nào cũng có thể quán tưởng được. Có khi đó là mình thấy người chết, thường là ở trong kinh điển Chư Tăng, kinh điển Pali, thì Đức Phật cứ hả ngày nay nó trở thành một cái nghi thức đó. Thì hả có một cái người nào mà mất qua đời đó, thì mình tụng vô thường khổ ngã, thường vô thường khổ vô ngã đó, để mà mình suy quán chính bản thân mình. Và cái người nghe đó cũng có thể nghe hiểu được cuộc đời là như vậy, để rồi có cái sự thức tỉnh, để rồi có cái sự thức tỉnh cho chính mình. Và những cái chuyện mà mình sống trên cuộc đời này, thì cái việc mà sanh lão bệnh tử, quán về vô thường khổ vô ngã, để rồi mình tinh tấn, để rồi mình nỗ lực tinh tấn ở trong thiện pháp hàng ngày của mình, con nghĩ là như vậy. Cho nên á, là cái việc mà đối với cái đại dịch nói riêng và tất cả những cái hiện trạng trên cuộc đời này, thì mình nên có một cái sự suy xét cho kỹ về vô thường. Chỉ việc gì mình quán về vô thường đó, để giúp cho mình có được cái sự tinh tấn hơn. Mình đừng bỏ xóa với cái thời gian, luống mất với cái thời gian. Thời gian không, nó không chờ đợi mình, nó không chờ đợi mình. Cứ ngày qua hết ngày, rồi tháng tuần hết tuần, tháng qua hết tháng, năm qua hết năm, rồi tuổi đời mình càng thêm chồng chất. Và mình không bỏ cái thời gian, quán vô thường là như vậy. Mà có chuyện như vậy, nó diễn ra như vậy đó, thì đối với chính mình thì mình cũng hiểu rằng mình cũng đang chịu cái sự thay đổi đó. Người thân mình cũng đang chịu cái sự thay đổi đó. Rồi mình quán về sự khổ, là có thân là khổ, thân là một phần của pháp hữu vi.
về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì những cái đó là cũng là pháp hữu vi hết. Cho nên là cái gì nó có sinh lên thì phải có diệt, có sinh lên phải có diệt, và có cái sự khổ. Đặc biệt là khi chúng ta còn hiện khởi của năm quẩn. Cho nên nếu mà mình quán về sự khổ để mà mình thấy rằng không có một cái sự đắm nhiễm nào, tránh đi những cái sự đắm nhiễm nào mà mình cho rằng mình cho rằng cái đó là lạc, cho rằng cái việc đó là lạc, cái sự việc đó đó là lạc, đó là an vui, đó là vui. Nhưng sự thật ra thì không có cái gì mà là hoàn toàn vui, nếu chúng ta hiểu trong một cái nghĩa tuyệt đối. Hiểu trong một cái nghĩa tuyệt đối. Vì vậy con nghĩ rằng quán sự khổ đó, quán sự khổ đó là một trong những cái cách quán để rồi đừng sanh tâm đắm nhiễm. Sanh tâm đắm nhiễm, quán vô ngã để rồi chúng ta đừng có chấp cái gì đó. Chấp cái gì đó nó quá nặng nề. Ngay cả những việc hàng ngày, lời qua tiếng lại, những cái sự cư xử, những cái việc qua, việc này việc nọ, chúng ta cũng đừng nên để lòng quá nhiều. Có những cái điều mà chúng ta nặng trĩu ở lòng, chúng ta nặng trĩu với một cái ở trong lòng của mình, với một cái sự khó chịu đó, cũng là cái thiệt hại cho chính bản thân mình. Chúng ta để tâm mà đắm nhiễm cho một cái gì chúng ta ưa thích đó, thì cũng là thiệt hại cho chính mình. Bởi vì mình nghĩ rằng khi mà mình ra đi, nếu còn luân hồi, khi mà mình ra đi thì chúng ta không có đem được cái gì hết, chỉ đem theo thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà thôi, ác nghiệp và thiện nghiệp mà thôi. Chỉ có hai cái đó. Và làm sao để tích lũy cái công đức cho cái đời sống tu tập mình để hướng đến sự giải thoát. Quán vô ngã lại đừng có chấp một cái gì nó quá nhiều, quá nặng, quá dính mắc vô trong đó, thì sự thật là mình không có được cái sự thanh thản. Con nhìn lại ở trong cái dịch á, qua cái trận dịch này thì có những điều đó, mình biết rằng mình sống chung thì có những điều mình bị tác động chung, gọi là cái cộng chung của cái nghiệp. Cộng chung của cái nghiệp là mình ở một cái địa phương nào, quốc gia nào chịu, hay là nói chung là nhân loại mình chịu cái chung đó, để rồi cái dịch bệnh nó diễn ra. Nhưng mà mình có cái khác biệt là mình may mắn. Nói chữ may mắn ở đây đó là mình không có bị nghiệp dướng vô, để rồi mình dính vô cái bệnh mà mình phải đi nằm bệnh viện, rồi phải thở máy thở, rồi nhiều thứ trên cuộc đời, rồi cách ly là hoặc là đưa đến cái sự chết chóc. Con nghĩ là như vậy. Thì mình nghĩ rằng sự thật ra thì không phải là mình thỏa mãn, hay là mình thấy là mình đó là an toàn. Nhưng sự thật ra là mình thấy rằng mình thoát được cái bệnh cũng là nhờ cái sự cái phước của mình, cũng nhờ cái phước của mình. Vì vậy cho nên là mình thoát ra những cái điều đó. Nhưng mà mình có chịu cái chung là cái sự tương tác ở trong cái cuộc sống này có những cái sự ảnh hưởng nhất định, chứ không phải nào mà mình nói là hoàn toàn vô can, như là hoàn toàn không có cái sự hệ lụy gì trong cái cuộc sống này. Thì khi mà mình quán về vô thường, quán về khổ, quán về vô ngã, đó là ba đặc tướng mà con nghĩ là nghìn đời từ xưa tới nay Đức Phật, trước Phật á, thì chúng ta không nói, nhưng mà đến khi mà Đức Phật ngày giác ngộ, ngày giảng về giáo pháp, giáo lý về tâm vô thường, khổ vô ngã, thì cho đến ngày hôm nay cái điều đó nó vẫn còn có cái giá trị, và đó như là một cái phương pháp để quán chiếu cho một cái người tu hành, hay là một vị hành giả tu hành này ở trong cái thời điểm nào, ở trong một cái thời cuộc nào, thì người đó cũng luôn luôn có cái sự quán chiếu như vậy. Nếu mà mình quán chiếu như vậy đó thì giúp cho cái tâm tu của mình nó tốt hơn, tốt hơn. Mình không có bị lôi cuốn ở trong những cái gì mà nó diễn ra ở trong cái đời sống này. Mình tránh đi những cái điều đó.
và mình cũng không có phải là đánh mất đi cái đạo tâm của mình. Khi mà mình quán tưởng về vô thường, khổ, vô ngã, nó vẫn có giá trị. Dù là những cái người ở trong một cái hoàn cảnh nào, cái địa vị nào đi nữa, giai tầng nào ở trong xã hội, thì con nghĩ rằng họ cũng có cái, khi mà quán về vô thường, khổ, vô ngã như vậy, cũng có cái lợi ích cho chính họ. Và đó cũng chính là một phương pháp để tu tập và có giá trị nghìn đời. Con nghĩ là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ và cái ý liên quan đến câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trả lại. Nam mô Bụt Thầy nha. Sa thủ kính trình Thượng Tọa Pháp Tình và xin chia sẻ vừa rồi. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu còn ở trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ chia sẻ một vài điều. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, khi mà quán về vô thường, khổ, vô ngã ở trong cách quán của người tu, nó khác biệt với một người nghĩ về vô thường khổ não mà trong cách than thở, buồn rầu. Thí dụ như là thấy nhiều người chết cũng buồn, thấy cái chuyện mà làm ăn khó khăn cũng buồn, và cái than đúng là vô thường, đúng là khổ não. Cái than thở nó khác với cái hiểu về vô, cái quán về vô thường khổ não vô ngã của chúng ta như thế nào? Xin Thượng Tọa hoan hỷ cho một lời giải thích. Nam mô Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Nó có ba trường hợp mà chúng ta phải lưu. Thứ nhất, là trường hợp thấy cái cảnh vô thường khỏe đó, rồi bệnh đó, rồi chết đó, trong cái mùa đại dịch thì giữa cái ranh giới giữa sự sống và sự chết kề cận sát với nhau, rồi buồn rầu, đau khổ. Cái đó là một cái, đó là một trường hợp. Thứ hai đó, là có người chưa có trải nghiệm được cái tuệ quán ta nhà nát, mà chúng ta chỉ học và chúng ta nấu ra, hay là chúng lý theo cái tự kinh điển mà mình đã học nói thôi. Cái này nó cũng không có cái tác dụng nhiều lắm trong cái sự tu tập quán vô thường của nó vô ngã. Cái trường hợp thứ ba đó, là trường hợp một người họ trải nghiệm cái lý vô thường khổ đau vô ngã qua cái nhìn bằng trí tuệ người đó sẽ nhận thức được rõ ràng bất cứ ở đâu từ xưa đến nay và mãi, hễ là danh ngũ uẩn thì nó đều phải bị sanh rồi bị diệt, thấy được cái sự vô thường rồi.
trong cái cuộc sống mà bị sanh diệt vô thường, cho dù rằng trong cái thời bình yên không có chiến tranh loạn lạc, hay là không có dịch bệnh hoành hành, nhưng mà người đó ta nhận thức bằng cái trí tuệ rằng hễ cái sự sanh diệt nó liên tục diễn ra, liên tục diễn ra, không giữ được cái nguyên trạng, không có tồn tại, không có vĩnh hằng, thì cái đó là cái tính chất khổ. Khổ mọi lúc mọi nơi, khổ ngay cả thọ lạc cũng khổ, thọ xả cũng khổ, đừng nói chi là thọ khổ. Ví như thọ khổ, khổ tâm, khổ thân. Khổ tâm là tâm lo âu, phiền muộn, ưu, thọ ưu á. Còn khổ thân á, là đau đớn, nhức nhối, cái đó gọi là dukkha là khổ khổ. Còn khi mà chúng sanh thọ lạc, sống hạnh phúc vui, trong cái sự vui vẻ hạnh phúc mà có được bằng bậc hưởng thụ sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc, ý suy nghĩ qua hỷ tham sanh khởi, thì mặc dù là thọ lạc đó, nhưng mà khi thọ lạc đó thì định luật vô thường, thì cái này được gọi là khổ, hoại khổ, gọi là parinama dukkha. Còn đối với cái cảm thọ phi khổ phi lạc, cảm thọ xả, nó không phải khổ khổ mà cũng không phải là hoại khổ, nhưng mà nó vẫn còn nằm trong khổ. Cái khổ này chúng ta gọi là paradukha, là khổ, hành khổ. Khổ do cái pháp hữu vi nó biến động, nó sanh diệt, thì đằng nào trong cuộc sống này cũng nằm trong sự khổ. Chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta quán thấy đi. Còn gọi là vô ngã, không phải chỉ có khi nào nó cái gì đó mà nó vượt khỏi tầm tay của mình với không được, mình giữ lại không được, nó mất đi, chúng ta mới quán là vô ngã. Không phải vậy, mà ngay 18 giới này ngủ này, khi diễn biến sanh diệt nó tùy theo duyên, và không có một cái quyền năng mà sắp xếp, không có cái quyền lực để chúng ta hộ trì, để gìn giữ, đi bảo cho con, mà nó vẫn diễn biến sanh diệt. Như vậy cái đó gọi là cái lý vô ngã. Ta không là trạng thái rỗng không, nó không có cốt lõi, nó không có thực, giống như một cái khối bọt nước. Mình nhìn thấy một khối như vậy, nhưng mà thực ra thì ở trong đó nó do cái sự hình thành từng cái bọt nhỏ,
rồi nó đóng thành một cái khối bọt lớn. Thấy như vậy nhưng mà nó sẽ tan rã, lúc nào không biết. Thì do đó cho nên quán vô thường, khổ đau, vô ngã nó nằm ở trong ba cái trường hợp này. Nhưng mà chỉ có chúng ta với trí tuệ quán thấy thì đó mới thật sự là con đường đưa đến niết bàn. Cho nên ở đây chúng ta phải tập, nghĩa là chúng ta phải suy tư từng ngày, chứ không phải là chúng ta học cho qua rồi đến trường mà gặp gặp chuyện chúng ta đem cái lý vô thường, khổ đau, vô ngã ra chúng ta trình bày, chúng ta nói để chúng ta trấn an, không phải vậy. Mà chúng ta hàng ngày ấy quán xét thường xuyên thường. Nếu như mà ta có đầy đủ căn lành nó chín mùi thì quán tâm tướng đó, thẩm sát tâm tướng đó sẽ giúp cho đạt đến đạo quả. Còn nếu khó thì nó cũng phát sinh lên một cái trí ngại để nhận ly tham ở trong cuộc đời. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta quán vô thường, khổ đau, vô ngã, chúng ta cần phải chú ý xem coi mình ở cái nào. Nếu mà mình chỉ mới có cảm cảnh vô khổ đau, vô ngã, rồi mình buồn, mình khổ, thì như vậy là chúng ta vẫn còn non. Còn nếu như mà chúng ta chỉ học nằm lòng, học thuộc lòng những cái chi pháp và chúng ta đọc ra những cái câu, những cái câu kinh điển qua văn tự, thì trong trường hợp này chúng ta cũng chưa phải là thuần thục trong cái tuệ quán. Chỉ khi nào mà chúng ta thật sự có trí tuệ nhận thức và khởi lên cái sự nhàm chán ly tham đó, thì lúc bấy giờ mới được gọi là quán vô thường, khổ não, vô ngã, đi đúng cái đường lối của tuệ quán Vipassana nha. Đó thì chúng tôi cũng xin có một vài lời để chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng vị Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trình thượng tọa Tuệ Sư. Tiếp theo thì xin được thỉnh thượng tọa Pháp Tân Quan Thị trở lại. Không biết thượng tọa Pháp Tân nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin thượng tọa Quan Thị cho biết. Dạ, thượng tọa Pháp Tân, ở trong thời này chúng ta nghe có rất nhiều người chết, và dĩ nhiên là một số khác thì trải qua đại dịch cũng không hề ấn gì. Và cái quan niệm của người đời như vậy là mỗi người đều có số, người ta nói là dài còn có số, mỗi người còn có số, hay là người phụ tử đó nói rằng tùy vào nghiệp của mình thôi. Như vậy thì chúng ta có nên cẩn trọng đối với dịch không? Chúng ta có nên thường xuyên rửa tay khử khuẩn? Chúng ta có nên thường xuyên mang khẩu trang? Có thường xuyên gọi giữ quan giãn cách xã hội? Hay là thì cái nghiệp đến thì không tránh khỏi, mà đã nghiệp nó không đến thì cho dù chúng ta lao vào đó thì chúng ta cũng không bị. Thì đó Pháp Tân khoan nghĩ cho vài lời khuyên về điểm này, cái tính thế toàn. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong rung. Dạ, con nghĩ rằng với một cái người Phật giáo của mình này, người tu nói chung, người Phật tử nói riêng đó, thì mình tin nghiệp là tốt, tin nghiệp là tốt,
Bởi vì có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Ở đây thì khi mà mình cái bệnh hoạn hay bất cứ một cái chuyện gì trên cuộc đời này, ngay cả cái đại dịch, thì mình thấy rằng là có những người đó thì bị vướng vào cái bệnh dịch, cho nên là cũng trải qua một cơn rất là khổ sở về bệnh dịch, nằm bệnh viện một thời gian, hoặc ở một cái khu cách ly một thời gian, rồi có người cũng không may qua đời. Thì điều đó, một điều để chúng ta thấy rằng là cái việc mà bệnh dịch đó ở cuộc đời thì nó có thể hiểu trong một cách nào đó, đó là cái nghiệp của chúng sinh. Cái nghiệp của chúng sanh, cái nghiệp chung của chúng sanh. Nhưng mà có những người đó thì cũng không có hề hấn gì, không có hề hấn gì, tức là không có liên quan gì, không có bị dịch gì khổ sở. Thì nó có những cái biệt nghiệp riêng, tức là nó không có liên, nó không có chịu tương tác nhiều, không có bị ảnh hưởng nhiều, hay là không có bị ảnh hưởng từ ở nơi cái dịch bệnh. Thì mình hiểu rằng cái người đó họ biệt nghiệp, họ không có bị trong cái chung đó. Nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng là bệnh cũng không phải là cái gì cũng đều là do nghiệp hết. Bởi vì nếu chúng ta cứ đi vào trong cái chỗ dịch bệnh, hoặc là chúng ta không có phòng ngừa bằng cách đeo khẩu trang, không bằng cách là rửa tay. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng những nhà chức trách ấy, thì họ ra cái khẩu hiệu là 5K, tức là đeo khẩu trang, khử khuẩn, rồi khai báo y tế, rồi không tụ tập, vân vân. Thì 5K đó, đó có nghĩa là mình không có tụ tập lại, rồi mình khử khuẩn, rồi mình đi đâu á là mình cũng khai báo y tế là mình đi đâu, để người ta truy tầm hoặc là người ta tầm soát cái bệnh, coi mình nguồn gốc từ đâu, bệnh ở thời điểm đó mình có mặt ở đó để người ta biết. Thì con nghĩ rằng cái điều đó mình vì thấy cái đó là cái sự lợi ích. Con thấy rằng ở năm 2020 thì ở Hoa Kỳ cũng là có một số người đó thì cũng đeo khẩu trang, nhưng cũng có một số khác đó cũng không đeo khẩu trang. Ta nghĩ rằng nó là rất là đơn giản, khẩu trang cũng chẳng có lợi ích gì, chẳng qua là cái sự an lòng vậy thôi. Có nhiều người suy nghĩ như vậy, thế là họ không đeo khẩu trang. Nhưng mà rồi đó thì cái dịch bệnh đó, nó cũng diễn ra. Sự thật ra cái khẩu trang nó cũng là một trong những cái cách mà trong khả năng mình có thể làm được, mình có thể phòng ngừa được. Bởi vì mình đi đâu mình cũng bịt cái khẩu trang. Ngày xưa thì cái tập quán của Việt Nam, con nghĩ rằng đi đâu ra đường hay hoặc là đến cái chỗ công sở hay là đến cái chỗ đông người ấy, mà mình đeo cái khẩu trang, người ta nói mình mất lịch sự, thiếu lịch sự. Còn bây giờ là nếu mà mình đi ra đường mà mình đi đến chỗ công sở hay đến chỗ nào đông người ấy, mà mình không đeo khẩu trang ấy, thì người ta nói mình mất lịch sự, và người ta xua đuổi mình, người ta cũng không muốn gần gũi tiếp chuyện với mình. Thì đó cũng là một trong những cái sự suy nghĩ trong mỗi cái thời điểm nó khác nhau. Nhưng mà rõ ràng đó thì bệnh không phải là hoàn toàn là do nghiệp. Nếu mà mình nay còn nói rằng là do số, sống chết là do có số, thì sự thật đó là khi mà mình nói sống chết là do có số là vì mình chấp nhận như vậy thôi. Mình chấp nhận cũng như là mình tin về nghiệp, nhưng mà rồi cái gì mình cũng đổ thừa về nghiệp hết, trong khi những cái điều mà mình không tránh á, những cái điều mà mình không tránh, bởi vì bệnh nó cũng do nghiệp, rồi cũng phải là do vật thực, rồi do thời tiết,
chúng tôi nghĩ rằng cái không khí mà mình thở là do cái sự mà người tiếp xúc với người, rồi bắn tia vi khuẩn virus vào trong cơ thể của một người, đặc biệt là nó đi vào cái đường hô hấp á, thì cái điều đó nó cũng phải là do nghiệp. Cho nên là có những cái mà mình vướng bệnh, có thể là nó có nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà trong cái phạm vi, trong cái khả năng của một người mà có thể tự mình có thể kiểm soát được, tránh được cái bệnh cho chính mình, thì mình đeo khẩu trang và mình không tụ tập, hay là mình đi đâu rửa tay. Chúng tôi có thấy rằng là khi mà mình coi những cái clip mà vi khuẩn mà nó dính ở trong tay, mình quẹt vô trong cái mũi của mình, cái mặt của mình, thì vô tình là mình đã vấy bẩn cái virus đó vào trong cái mũi của mình, để rồi mình hít thở cái virus đó vào trong cơ thể của mình, nó gây ra cái bệnh. Thì như vậy đó, là chúng ta thấy rằng là mình tin rằng trên cuộc đời này đều là mình tin trên cuộc đời này đều có cái nghiệp, thì nghiệp của đời trước, nghiệp của hiện tại, rồi nó tác động tới tương lai, đời kiếp sau, vân vân. Nhưng mà rồi đó thì không phải là cái gì mà mình cũng cho rằng nghiệp hết. Để rồi mình giống như một người chấp nhận với cái số phận, nó là như vậy rồi. Nếu mà mình không có cái nghiệp chết do COVID, thì dù mình có lũi vô đi nữa, thì mình có bị dướng bệnh thì mình cũng không chết. Hay hoặc là mình có lũi đi vào trong cái ổ bệnh đi nữa, thì mình cũng không chết. Xin thưa quý vị rằng cái điều đó nó cũng không hoàn toàn đúng. Không hoàn toàn đúng. Bởi vì khi một mình mà dướng bệnh vô thì cũng là một cái rắc rối lắm. Cũng là cái rắc rối lắm. Cho nên là nhẹ thì mình cũng là mệt mỏi. Mà qua cái gì đó, qua những cái trận dịch như vậy đó, mà hiện nay cũng còn đang diễn biến đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà mình phòng ngừa cho chính mình thì nó là cái tốt. Rồi là mỗi cái gì đó thì mình tin rằng có nghiệp, nhưng mà cũng không phải là việc gì cũng là do nghiệp hết. Có nhiều khi cái chỗ bệnh, cái chỗ mà nó gây ra cái chết chóc, chỗ mà sinh ra cái nạn tai, mình đi vào trong đó, đi đến chỗ đó thì mình sẽ bị những cái nạn tai, rồi mình những cái dịch, bị những cái dịch bệnh, thì điều đó chúng thể nào đổi thành nghiệp được, đổi thừa nghiệp được. Cho nên con nghĩ rằng là trong cái đời sống này, qua cái dịch bệnh thì mình nhìn lại đó, thì đó là một trong những cái mà mình cần phải quán tưởng rất là nhiều, liên quan đến cái lời dạy của Đức Phật, mà như hồi nãy chúng tôi đã trình bày, đó là suy nghĩ về các pháp hữu vi, về tam tướng vô thường, khổ vô ngã, để rồi mình thấy trong mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi trường hợp mình đều có cái sự tinh tấn ở trong thiện pháp. Và cái mà ngừa bệnh cho chính mình tốt nhất, vừa giúp ích cho mình và vừa giúp ích cho cộng đồng, đó là mình nên làm sao là một cái người không có bị bệnh. Chứ còn mình bị bệnh thì rất là khổ, khổ cho mình, rồi khổ cho những người thân, phải chữa trị cho mình, phải đưa đón cho mình, phải giúp ích cho mình nhiều thứ. Vì vậy nên con nghĩ rằng cái điều mà mình cần tin vào nghiệp báo thì điều đó là hết sức cần thiết ở trong đời sống. Nhưng mà rồi đó thì mình cũng phải biết theo các cái nhà y học, người ta nghiên cứu ra, người ta nói rằng là mình cần phải đeo khẩu trang, rồi mình cần phải khử khuẩn, hay là cần phải có những biện pháp là không có tụ tập, bởi vì ai cũng thở không khí hết á, ai cũng thở bằng oxy hết á, mà nếu mà gần gũi với nhau, tiếp xúc với nhau mà rồi đó là truyền cho các cái loại virus đó, thì rõ ràng là khó bao giờ mà thoát khỏi cái bệnh lắm. Thoát khỏi cái bệnh lắm. Vì vậy cho nên là
con nghĩ rằng là ở trong cái đời sống này, tu tập thường xuyên có cái sự tinh tấn quán tưởng về vô thường, quán về vô thường, quán về khổ, quán về vô ngã, để mà mình tinh tấn ở trong thiện pháp. Trong lúc thời điểm bệnh dịch cho đến những cái lúc nào cũng vậy, lúc bình thường cũng vậy. Và cái điều mà mình cần phải làm mà trong cái tầm tay của mình được đó, là mình nên đeo khẩu trang, mình nên rửa tay sát khuẩn. Bởi vì mình thấy là những cái việc mà tuy nó nhỏ nhưng mà rồi đó nó giúp cho mình hữu hiệu cái cách phòng bệnh, hữu hiệu cái cách phòng bệnh nhất. Còn nếu như mà mình chủ quan, mình ỷ lại thì đâu. Có những người Phật tử ở tại Sài Gòn, họ nói chúng tôi đó là họ đã trải qua cái cơn bệnh Covid rồi đó, cho đến bây giờ cái trí nhớ của họ bị giảm, và tay chân của họ mặc dù là thoát khỏi bệnh rồi đó mà tay chân của họ vẫn còn yếu, cái di chứng nó còn lại, cái di chứng nó còn lại. Và do đó đó là cái cách mà về tâm lý đó, thì mình nên quán về cái pháp của Phật, trong đó có quán về vô thường, khổ, vô ngã, để rồi trong mọi cái hoàn cảnh nào mình có thể biết được những cái điều đó, để tạo nên một cái tâm an lạc, để rồi mình có cái tinh tấn ở trong thiện pháp. Về phương diện mà vật lý đó, thì mình cần phải có sự phòng hộ, phòng vệ cho chính mình. Thì cái điều mà mình có thể kiểm soát trong tầm tay mình được, đó là mình đeo khẩu trang, mình khử khuẩn, mình khoảng cách, mình có những cái việc này. Tuy nói như vậy, nhưng mà đó là những điều mà chúng tôi nghĩ là rất là thiết yếu. Bởi vì một khi mà mình bệnh thì những việc gì đó mình còn đang dở dang đó, mình không thể làm được, không thể làm được. Ngay cả những thiện pháp ở trong đời sống hàng ngày, đời sống hàng ngày. Còn một khi mà mình đã khỏe mạnh rồi, mình có một cái sức khỏe tốt rồi, thì mọi việc mình có thể thực hiện được trong đời sống. Tức là đặc biệt là trong cái thiện pháp hàng ngày, mình vẫn có những cái thời gian để mình làm hơn, có được cái sức khỏe kiện toàn để mà mình làm hơn. Con xin có cái ý để chia sẻ câu hỏi qua câu hỏi thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha Dạ. Sa thủ kính trình thượng tọa Pháp Tân. Xin được hỏi thượng tọa Tư Quyền, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Đúng rồi, thượng tọa Tư Quyền nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho chia sẻ một câu. Thượng tọa Tư Quyền, người ta nói rằng ở trong hoàn cảnh nào thì nó cũng có những cái tích cực của nó. Nó có những điểm mà đáng cho chúng ta chiêm nghiệm, đáng để cho chúng ta dùng để trấn áp, để trấn an. Chị Tổ Tiêu Nguyên có nghĩ chia sẻ trong cái thời đại dịch này, có nhiều người nói rằng nhờ có đại dịch đó, mà họ sống gần với gia đình nhiều hơn, họ sống gần với đời sống Phật Pháp nhiều hơn. Nhờ có đại dịch mà họ biết quan tâm những người xung quanh hơn. Thì từ cái kinh nghiệm cá nhân ở thượng tọa, thì có những cái điểm nào tích cực mà trong suốt thời gian 2 năm đại dịch vừa qua đó mà thượng tọa tìm thấy ở chính mình hay những người xung quanh mình? Xin thỉnh thượng tọa Tư Quyền. Nam mô Bụt Tha Dạ, nam mô Tam Ma Dạ, nam mô Sa Khai Dạ, con kính lễ Đức Phật Quốc Pháp Chúng Con, kính lễ Đức Phật Quốc Sư Trần Phật Chẳng và Phật Tăng Cận Thành. Tôi kỳ đến tuổi sư ngày ông của Chúa Tăng đang hành dụng quan trọng những tình hình của Phật tử. Để cứ được thành tỏa quả thật thì qua 2 cái năm đại dịch thì có thể nói rằng là làm thay đổi về tất cả cho những con người nghèo khổ nhất, giàu khó nhất, mạnh khỏe nhất, yếu ốm yếu nhất, tất cả những người đó đều có sự thay đổi, và cũng như một số người quyền chức nhất cũng phải có sự thay đổi. Ở bất cứ ngành nghề, trách nhiệm nào cũng vậy, cũng đều có sự thay đổi. Ngay cả trong xã hội người tu cũng phải có sự thay đổi luôn.
Đó là cái thật. Bây giờ cái sự thay đổi chút chút, chúng ta biết xưa tới giờ thì chúng ta không bao giờ có những cách sống là tự nhiên là rửa tay rồi cẩn thận trong mọi việc với người, cho mình trước và cẩn thận với người. Đây là một điều đặc biệt. Tuy là dịch bệnh như vậy nhưng cũng là một cái sự cẩn thận cho người với người. Và cái điều thứ hai nữa, qua cái dịch bệnh này đã để lại một cái sâu sắc cho tất cả chúng ta. Những gì thân thương nhất, những gì mà chúng ta bền chặt nhất, chúng ta cho nó lại như vậy. Nhưng bỗng chốc quá hư không, đi về thì cũng đại. Không phải tụng kinh, không phải chia sẻ, không biết bao nhiêu người thân thở, không biết bao nhiêu người trực tỉnh trên giường bệnh, hấp hối, chuẩn bị chết và được hồi sinh. Và cũng như những người mà rơi vào cái buổi đầu của ở Việt Nam mới tìm được có một buổi, thì phải nói rằng là cái thuốc nó chưa có hiệu nghiệm, là virus COVID đã tấn công vào những người này, thì tấn công vào đánh một cách nhanh chóng. Nhưng có hai vợ chồng, chồng rất khỏe mạnh, khỏe mạnh vô cùng, có con cao lớn đẹp đẽ, và gia đình cũng nhiều cái điều kiện thuận. Còn tất cả chỉ bệnh, hai vợ chồng nhập viện chỉ một tuần là ông chồng đã rơi vào một cái nặng nề và chết luôn. Chúng ta chưa bao giờ được nghe những cái thời kinh dài mà chỉ vô là cái sư xá rồi lễ lạc gì đó ở chùa hay là ở nhà, và cũng xá chào thôi, chứ còn cũng không có phải là những người còn có thiện tâm biết à. Nhưng lúc đó vào cái giờ phút bình tử, chúng ta nghe một thời kinh cả tiếng đồng hồ vào buổi chiều và cảm thấy rất là ấm lòng. Chúng ta cảm nhận được là chắc chắn chúng ta sẽ rất là khỏe mạnh và thật sự khỏe mạnh được vài ngày. Thì lúc đó ở Việt Nam kẹt cái oxy, không kịp cung cấp oxy cho ta, thì ta không vượt qua được. Và thế là từ cái chỗ đó rơi vào một cái chuyển qua một cái giai đoạn xấu nữa, trầm trọng nữa. Thế là chết. Có một vị sư về COVID, trước kia thì cẩn trọng mọi việc, sắp đặt, sắp xếp một cách cẩn trọng tất cả mọi việc hết. Sau khi bệnh thì ấy chợt nhận ra, phải nói rằng là trước cái chết mong manh của bệnh dịch COVID không hẹn ngày về, giống như là một cái cuộc thi giữa cái chết và cái sống, đường sống và đường chết. Thì khi vị ấy quay về, quý vị chia sẻ tất cả, nhưng vị ấy có một tâm trạng rất là lạ, là phải nói rằng tất cả những gì vị ấy có, vị ấy buông bỏ tất cả, buông bỏ tất cả, không có cố thủ, không có chấp níu một cái gì hết. Và vị ấy nghĩ rằng có cần thiết gì vậy, phải chấp, phải níu. Và từ đó sau khi vị ấy có một cái sau khi mà đi về thì đổi lại cách sống của mình khác hơn. Thì kính bạch thượng tọa, và cũng nhiều người phật tử cũng nói rằng khi mà có nằm trên giường bệnh, cũng có điện thoại với sư, cũng mong sư chia sẻ một chút ít gì Phật pháp cho con. Nhưng quả thật lúc sư nói lời nào con hiểu được lời đó, đừng có sợ nữa, cứ đối diện với kinh nghiệm. Bây giờ bệnh có người có thể đi luôn, có người có thể không trở về, và tất cả đều theo cái tuổi thọ của mình thôi. Bây giờ là phải đối diện với cái nghiệp quả và những chuyện gì đừng có câu thúc được tới cái tiếng mắt trong gia đình nữa. Cứ an trú ở trong cái những việc tốt mình làm, hay là mình niệm Phật, hay hoặc là mình chỉ được cứ thở ra thở vô đi, cuộc sống này quý cảm hơi thở thì hơi thở này, biết ghi nhận nó, biết theo dõi nó thì chắc chắn sẽ được. Còn tất cả tài sản tiền của gì được cứ ghi nhớ, buông bỏ tất
thất thủ không còn cái gì nữa. Tất cả những gì con đã nói lại cho gia đình hết những cảm của thứ thì con đã đi tận người tận hành thế nào. Thì cái bài thân tỏ thì và cuối cùng với một số người mà cũng không phải là Phật tử gì thân quen, họ chỉ là những người để xem như là những người có thiện cảm đối với cá nhân, họ cũng tâm sự là không có rằng sau cái đợt dịch này con cảm thấy rằng Phật giải đúng, nó vô thường, mình không cũng khẳng định được cái gì đó. Tiền bạc nó không phải cái gì đó. Có rất nhiều người với rất nhiều tiền của tài sản mà giờ đó không thể chữa trị được với bất cứ phương thuốc nào, với bất cứ bệnh viện nào, cao cả nước cũng được, ra nước ngoài cũng đi không được. Bây giờ bệnh mà sao mà đi, mà chọn cái bệnh viện nào nó đặc biệt nhất, cũng không chọn bệnh viện nào, chỉ là điều trị như thế, không có phương thuốc nào. Tiền rất là nhiều, nhưng điều mà không có phương thuốc nào có thể có rằng hết hay là không hết. Cho nên phải nói rằng là nó thay đổi hoàn toàn với cái nhìn của con người. Và con thấy rằng qua cái trận này, con người không có biết dừng lại hơn. Đó là sự thật. Con người không biết đổi mà quá là khủng khiếp, quá cũng như là hả đau mà không lưu tình. Bây giờ họ có một cái họ cảm giác, tức là cuộc sống nó mong manh, thì không cần thiết phải là đua đầu, không cần thiết phải tranh giành một cách thái quá nữa. Rồi có sống qua nổi Covid hay không? Quả thật thì bây giờ tất cả cũng vậy. Như hôm trước thì bị F1, tức là luôn luôn phải phòng chống thôi. Và khi con đã bị F1 và người ta đã đóng hoạt cho con là làm F0, là coi như là nó vẫn nghe tiếng ra bên ngoài là cũng như con bị bệnh rồi, cũng không sao. Thì mình cứ mang một cái thân bệnh đi, cái mình mang cái tâm trạng bệnh rồi phải đi tìm dễ phòng chống cho mình và con người. Thế đây chính là mọi người phải có một cái sự quan sát cho tự mình. Nhờ đó, giờ quả thật như vậy, nhờ đó phải nói rằng là biết bao nhiêu người bỏ bê gia đình, xa lánh gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, vân vân. Nhưng giờ này họ phải quỳ tụ, giờ này họ phải chấp nhận ngồi đối diện lại với nhau. Nhiều khi họ giận hờn, vu vơ cái chuyện này chuyện nọ, lý do này lý do nọ, tránh mặt với nhau. Nhưng bây giờ không thể tránh được, không có đi đâu được. Yêu cầu tất cả mọi người ở trong nhà, không ra ngoài được trong vòng nửa tháng. Thì một ngày người ta có thể người ta chịu khó đứng ở góc bờ nào đó ở trong nhà mà không nhìn nhau, nhưng nửa tháng mà không có thể ngồi chỗ được thì cũng di chỗ này qua chỗ nọ, thì có lẽ nhờ như thế mà có thể xóa bỏ được những cái oán hờn, những cái bực bội, những cái sự khó chịu. Và nhờ như vậy mà có lẽ họ gần nhau hơn, họ biết cảm thông nhau hơn, họ biết tha thứ nhau hơn, họ hiểu nhau hơn. Có cần thiết phải làm như vậy không? Thì đó cũng là một cái quay về cho tất cả. Và qua cái việc này, chúng ta thấy tất cả mọi người không thể tự quyết về cuộc đời của mình, mạng sống của mình. Đây là thật. Mà Đức Phật Ngài nói nó chính xác. Chúng ta chỉ thừa tự của nghiệp, được là quyến thuộc nghiệp là y cứ của tất cả chúng ta thôi. Chứ còn chúng ta không thể nào mà thay đổi được. Khi bệnh nó tới, làm sao chúng ta thay đổi? Khi bệnh tới, chúng ta tránh né rất nhiều, nhưng cuối cùng bệnh bị. Nhiều người không mở cửa trong suốt 10 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, mở cửa ra, chút xíu sau lại bước bệnh. Thì đó chính là cộng nghiệp. Chúng ta phải có cái cộng nghiệp bệnh này thì chắc chắn chúng ta phải bị.
Và chính ở chùa con cũng vậy, ở chùa cũng bị ép không, cũng may mắn là các sư không bị ép không, người không quả thì bị ép không. Thì những người không quả bị ép không thì ví dụ đây có một vị sư lớn tuổi còn cũng ngại, thì giờ không biết, con biết cái phật tử thiện nam này có vấn đề, cho nên tức là nó tính xa để cách đặt tiền mà quả thật thì cũng tự giác, cũng tự biết cách xa rồi. Thì mình cố gắng hết sức mà mình quan sát cho mình phải cảnh báo như vậy và nói lên. Chứ còn bây giờ sống trong cái gọi là cái bây giờ cái mặt của mẹ chúng là chúng ta sống trong một cái sống chung với dịch. Có thể mình đang ngồi đó nói chuyện với người F0 đó, chúng ta cũng biết họ F0 không, hay là mình đang F0 mà nói với họ cũng không biết đâu. Ngày xưa đó thì phải nói là chính vì cái chỗ mà cách ly một cái F1, F1 tức là tiếp xúc với F0 là F1, F2, F1, F2 gì bắt hết, gom hết, thì vì gom không nổi thì không cho gom nữa. Những điều mà cái đây ở trong miền Nam nha, chúng mình bắt là giờ vẫn còn gom à, thì biết mình bắt vẫn còn bị gom. Có một vài người đệ tử ở miền Bắc mới về ngoài miền Bắc để vì người thân của họ chết mà trong cái mấy anh chị em đi ở từ đây ra đó, có một người chị bệnh, trong sáu người có một người bệnh, năm người đó họ về tỉnh Thái Bình, họ nhốt chị của họ ra một bên, xong năm người này cách một cái khu riêng họ theo dõi, thì những người này cũng lạ, nghĩ là giờ 15 ngày họ nhốt 15 ngày, sau 15 ngày 15 ngày nữa thì họ mới được cấp cái giấy thì mới được đi được, mới được quay về Nam trở lại. Họ sợ họ sẽ không về Tết được, được họ còn việc buôn bán, lập tức tối là họ trốn mà đi qua sân bay, mua vé máy bay về cấp hành liền, họ mới đặt chuyến bay vô đi về tới quê và đi xe cấp hành quê mới trở lại liền, họ bay vào Nam. Thì cái việc rồi bay vào Nam mình, người ta gỡ cái công văn đó tận nơi địa phương luôn ở tại đây để mà điều tra những người đó. Nhưng điều ở trong Nam thì rất là tù, nhưng điều ngoài Bắc thì nó rất là rối. Cái tình huống như vậy đó thì chúng ta thấy nó không có định vị được bất cứ một chuyện gì hết, rối tung lên đó, thành cái rối tung lên. Nhưng điều mà nếu như chúng ta đứng như cái nhìn đó, khi mà qua cái đại dịch có như ở các tỉnh phía Nam đã chịu một cái thời gian có 3 tháng, 4 tháng rồi nó quen rồi, bây giờ phải thích nghi cái đó, còn miền Bắc chưa thích nghi được. Họ thấy một người nào gọi là F0, họ sợ, dễ sợ luôn. Tôi nghe kể thôi, họ lánh xa mình, bà con quyến thuộc cũng lánh xa luôn, không có hỏi thăm luôn, coi như chưa hề quen nhau vậy. Họ đã chuẩn bị cái tâm lý này rồi, nhưng điều họ không nghĩ rằng là mình rơi vào tình huống đó, bởi vì cũng người thân chết. Thì phải nói rằng là chúng ta không thể quyết định được. Và trước khi đi họ cũng thân với chùa, tuần nào họ cũng đến công quả chùa, làm việc ở chùa rồi. Tôi nói họ thôi đừng có đi về, có chuyện gì thì mình alo hỏi chú quý vị, đi là quý vị rất là khó khăn. Bởi vì con với các sư cũng mới đi lễ về, đi ra để hoàn pháp của mẹ đã về. Trong thời gian 4 ngày thôi mà người ta đó là ở tại địa phương đó, chứ không đi đâu hết, mà tụi con phải xét nghiệm đặc biệt. Xét nghiệm tức là PCR, tức là họ mới cho, họ mới chấp nhận xét nghiệm lại người ở đây. Nói rằng là kỹ lưỡng, thật là kỹ lưỡng, nhưng bị vẫn là bị. Đây là một điều mà chúng ta thấy tốt kỹ, thật kỹ bao giờ đâu. Đâu ai mà kỹ mà hay cái bằng Mỹ. Mỹ quá trời đó cơ. Cái chuyện đó là cái chuyện phải nói rằng là phải đối diện với thực tế thôi. Ở Việt Nam cũng vậy. Thì đó là khi mà đối diện với thực tế thì sự thật nó phủ phàng đó. Vậy khi chúng ta đứng trên cái nhìn đó thì chúng ta mới thấy rằng cuộc sống này nó mong manh. Và từ đó chúng ta có cái nhìn khác hơn về cuộc đời mình, về cái sự sống của mình, cái quý trọng. Cái hơi thở này nó là quý, cho nên chúng ta phải biết giữ cái hơi thở này cho nó tồn tại. Đấy là sự thật. Vì không ai có thể có quyền thay đổi được.
mà chính cái nghiệp duyên của chúng ta, cái sức khỏe của chúng ta không? Có nhiều người rất ốm yếu nhưng dù họ là tội quá, có nhiều người rất là khỏe mạnh lại là chết trên sự khỏe mạnh của mình, có nhiều người rất là nghèo khổ chết trên nghèo khổ của mình, có nhiều người rất là giàu có cũng chết trên cái giàu có của mình với cái đại dịch này. Cho nên đây phải nói là cái nghiệp riêng của tất cả, và có thể nói rằng là qua cái đại dịch này, hãy nói rằng tất cả chúng ta ở đây hãy nói rằng là chuẩn bị đã chia lìa những người thân của chúng ta, dầu cho là người thân trong gia đình cũng như là bạn bè, những người Phật tử, những người biết thành chúng ta chỉ có, cũng như là chúng ta thấy rất là buồn, rất là khổ, nhưng điều còn nào có tránh được, nào có tránh được. Đó là sự thật hiển nhiên mà nó luôn luôn bám đeo cho tất cả chúng ta, và bây giờ chúng ta không thể nào mà có thể nhìn nó lại được. Cũng như bây giờ có lẽ không ai cảm nhận cái Covid này nó cho bằng hội tử trong dân ở trong nước này, thì hỏi cái bệnh nó làm sao, cái sự sống cái chết nó làm sao, hỏi bây giờ kêu mà có cần thiết cái cử nữa, cần thiết cái thánh linh, cần thiết phải là làm cái gì cho nó quá không? Đối với Phật tử trong dân bây giờ sống lại được, tiếp tục sống lại được, đây là một cái phúc báo. Đó cũng là một cái trong cái nạn, nhưng chúng đó cũng là một cái điều mà tự nhiên Phật tử trong dân phải có một cái niệm tu tập tự tốt hơn. Đó là cái nạn mà nó cũng là cái lợi, cái điểm lợi đó chứ. Cái sự thật và tất cả những Phật tử khác cũng vậy, mà nếu chúng ta bị bệnh thì trải qua mấy cuộc bể vô, đó là sự thật, những điều trong thế mà đau đớn lòng, và rồi như thế thì tất cả chúng ta cũng cảm thấy rằng trải qua bao nhiêu cuộc bể vô, những điều trong thế để chúng ta tự mình nhìn lại mình, để tự mình biết mình, hiểu mình và thương mình. Tại như thế thì có nghĩa rằng là nó thay đổi rất nhiều, và nó cũng mang rất nhiều cái tai họa, nhưng vô tình nó cũng nói, nó kết nối nhiều cái điều mà chúng ta không thể tự động mà làm được, mà chỉ là cái duyên cái phước này, cũng như cái nghiệp duyên này, trong quả có phước mà trong phước có quả, đó chính là ai mà tự mãn quá thì cũng chắc luôn và thì tính mình chỉ là cái sự suy nghĩ của chúng con là vậy. Nếu tôi đi cùng lúc được kết thúc tình của năm một cái trình thưa tòa thưa quý bậc tri thức đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được dành ít thời giờ còn lại của chương trình sinh hoạt hôm nay để tiếp theo lời của tri thức đức chia sẻ một vài cái cảm nhận về mùa đại dịch này. Thứ nhất thưa quý vị, đây là một cái đại nạn chung cho cả nhân loại. Và ảnh hưởng của đại dịch, chúng ta chưa biết là kéo dài cho đến bao lâu. Trong những tháng ngày cuối năm 2021, thì biến thể Omicron, một cái biến thể khác của COVID, sau cái biến thể Delta, nó hoành hành và ngày nay, nó đã lan rộng khắp nơi trên thế giới, trong đó kể cả Hoa Kỳ. Bản báo cáo mới mà chúng tôi đọc cách đây vài hôm đó là đã có 73% những cái lây nhiễm ở tại Hoa Kỳ là do biến thể Omicron. Và người ta cũng cảnh báo rằng tháng Giêng này, nước Mỹ sẽ phải đối diện với một cái cuộc bùng phát lần nữa của đại dịch COVID do Omicron tạo nên. Do đó hiện tại thì
chúng tôi vẫn phải đang theo dõi và đang chuẩn bị xem Tết năm nay có đặt lại trường hợp cách ly hay không, bởi vì chúng ta chưa biết được là tình hình như thế nào. Có hai cái nguồn tin. Một đó là một số các nghiên cứu cho thấy rằng biến thể Omicron cái khả năng lây gấp mấy mươi lần cái biến thể Delta, nghĩa là lây rất nhanh. Nhưng mà cái tác hại của Omicron đó, nó tương đối là nhẹ so với Delta. Đó là những gì mà chúng ta được nghe trong hiện tại thôi. Tuy nhiên thì những cái tin tức khác cho thấy rằng lây nhiễm là lây nhiễm. Có thể rằng những người đã chích rồi, đã chích vaccine rồi đó, thì cái lây nhiễm nó nhẹ hơn. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà không có ảnh hưởng về sức khỏe. Nhất là những người có bệnh nền như là áp huyết hay tiểu đường, v.v. Thì thưa quý vị, đại dịch nó vẫn mang lại cái ảnh hưởng rất là xấu cho vấn đề sức khỏe. Và dựa lên trên những gì mà chúng ta được nghe cho đến hôm nay qua các bản báo cáo về y tế rồi, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cẩn trọng. Thật ra như chúng tôi nói quý vị là cho đến giờ phút này, thì tuần lễ vừa qua chúng tôi được biết có hai người Phật tử mà họ đến mời chúng tôi đi tụng kinh và cũng sắp tụng kinh đó, là đã mất vì Omicron, mất vì COVID. Thì quý vị nói như vậy không phải để chúng ta sợ hãi, nhưng mà nói như vậy đó để chúng ta đừng chảnh mạng. Đức Phật Ngài dạy rằng cái sự lơ đễnh hay là sự dễ ngươi hay sự giải đại đó, nó mang lại cho chúng ta những hệ quả rất là tai hại. Và chúng ta sống là người có trách nhiệm đó, thì chúng ta nên nghĩ đến những người thân chung quanh mình. Quý vị thấy rằng cái sự lây nhiễm luôn luôn nó có, chứ không phải là không có. Và đừng bao giờ mình nói rằng nó bình thường. Và nếu chúng ta có đi xa, có tiếp xúc nhiều, thì chúng ta nên cẩn thận đối với những người chung quanh chúng ta. Chúng ta sống thì chúng ta có suy nghĩ như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi muốn chia sẻ thêm một vài cái suy nghĩ liên quan đến Phật Pháp, từ cái riêng đến cái chung. Nói về cái riêng thưa quý vị, thì ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng con người chúng ta sống thường với sự kiêu mạn. Sự kiêu mạn của sức khỏe, sự kiêu mạn của tuổi trẻ và sự kiêu mạn của thành công. Mình còn trẻ đó thì mình cũng tự hào, tự phụ. Mình khỏe mạnh thì mình cũng tự hào, tự phụ. Mà mình thành công, nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều địa vị, mình cũng tự hào, tự phụ. Và cái việc tự hào, tự phụ này đó, đôi lúc đó, nó làm cho chúng ta có một cái nhìn rất là lệch lạc về cuộc sống. Không phải là mình nghe, ví dụ như là mấy hôm nay chúng tôi có nghe một vị sư lớn tuổi bị bệnh, chết đi. Chưa chết nhưng mà ở trong tình trạng yếu. Thì khi mà chúng ta nghe một vị lớn tuổi mà bị yếu đó, không có nghĩa là mình trẻ mình không chết. Cũng chưa chắc là khi vị đó chết mà mình còn sống được. Mà mình có nhiều lý do để mình chết lắm. Ở trên đời này có nhiều chuyện rất là khó nói. Hồi khuya này chúng tôi nhận được điện thoại của một người Phật tử cho hay một người con trai vừa mất. Cậu con trai rất là trẻ tuổi thưa quý vị, mà tuần trước vẫn còn khỏe mạnh, vẫn đi câu cá, vẫn sinh hoạt bình thường. Và hôm nay bị nhiễm COVID mới có 2 ngày, 3 ngày chết thôi. Thì ở đây chúng ta nên nói một điều rằng đa phần con người mình sống bằng sự đinh ninh. Mình nghĩ mình khỏe nè, mình nghĩ mình trẻ tuổi, mình nghĩ rằng mình giàu có tiền bạc. Thì những cái chết, những cái bệnh nó không đến với mình, những sự lây nhiễm nó không đến với mình. Nhưng mà thật sự Đức Phật dạy rằng điều đó không có nói được. Không ai biết được cái chết của mình hết. Mình nói mình biết được thì cái chuyện đó, mình nói mình biết được cái chết của mình thì cái chuyện đó là cái chuyện mình nói cho ngó nói thôi, chứ thật ra mình không biết chết, không biết được.
Và rồi ngay cả chúng ta là người con Phật mà mình chấp nhận cái vô thường, chấp nhận sự chết, chấp nhận cái bệnh tật xảy ra, thì chúng ta cũng phải coi chừng cái ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của mình. Nó ảnh hưởng nhiều chứ không ít. Thứ gì trong năm vừa rồi đó, chúng tôi nhận được một số những cái tin tức như là Ngài Sayaban, Ngài Tăng Thống Phật Giáo Ấn Độ, hay ngày cả chùa Bạc Nám, ở chùa Bạc Nám Phát Sơn ở bên Thái Lan, ngày mất, ngày cũng bị cao tăng nổi tiếng, hay là vị ni trưởng của Phật Giáo Tích Lan, rồi rất là nhiều người nữa. Dạ, những vị mà không phải là, không hẳn là tất cả đều mất vì đại dịch, có vị thì mất vì đại dịch, vì Covid, nhưng có những vị mất vì lý do già, bệnh, v.v. Nhưng rồi chúng ta cũng phải nói thêm một điều, rằng sự ra đi của những người thân, nhất là những người tương đối gần với mình, ở chung quanh mình lâu ngày rồi, mà chúng ta phải coi chừng là nó có ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của mình. Ảnh hưởng mà chúng ta không hay. Bắt đầu chúng ta chỉ nghe thôi. Nghe có người nào đó bị bệnh, nghe người đó chết. Nhưng mà nghe bệnh nhiều quá, chết nhiều quá đó, nhiều khi nó cũng gieo rắc vào trong lòng chúng ta cái gì đó. Ngày hôm qua, thưa quý vị, chúng tôi có một buổi sinh hoạt buổi trưa ở đây, và sau đó có một Phật tử họ cũng đi chùa, và họ gọi điện thoại chúng tôi. Họ nói hồi nãy lên chùa nhưng mà muốn nói chuyện với sư nhưng không có dịp, tại vì ở trong thời gian một năm qua thì cũng có nhiều ca sĩ, những người mà nổi tiếng rồi họ chết nhiều lý do bệnh dịch không. Nhưng mà bây giờ thì những ca sĩ chết thì ta hay làm ồn lên, và nghe nhiều quá thì trong lòng nó cũng đau đớn. Thì thưa quý vị, chúng tôi rất là cảm thông với cái tâm trạng của người Phật tử đó. Tại vì thật ra chết thì ai cũng phải chết, và cái chết cũng xảy ra thường xuyên. Nhưng mà có những cái giai đoạn mà người ta hay làm lớn chuyện những người nổi tiếng mà chết đi đó, thì nó cho chúng ta cảm giác như là cái không khí chết chóc đó, nó đang bao trùm lấy trái đất này, nó đang bao trùm lấy cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà thứ gì trong kinh đó, thì có đưa hình ảnh là ma vương đó, dùng cát, dùng đá, dùng những cái binh khí ném đến chân Đức Phật, nhưng mà những cái thứ nó biến thành bông hoa ở dưới chân của Đức Phật. Thì hình ảnh đó cũng là một cái gợi tượng, một cái biểu tượng gợi nhắc cho chúng ta thấy rằng có những cái thương đau, có những điều não lòng trong cuộc sống, mà nếu chúng ta khéo chuyển hóa đó, thì nó trở thành những cái bông hoa nở ra. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quan trọng là chúng ta nhìn nó từ góc cạnh nào. Nó có tác động được cái trí tuệ hay để làm cho chúng ta trở nên tiêu cực, trở nên buồn nản. Và đây là một trong những cái chìa khóa rất là quan trọng. Trước khi mà nói điểm này, chúng tôi phải thưa quý vị là hồi nãy trong lúc Thượng Tọa Từ Siêu đang nói chuyện đó, thì có một người khách đến, chúng tôi bước ra bên ngoài. Và khi chúng tôi bước ra bên ngoài tình cờ, thì chúng tôi thấy, sau khi người đó đi về đó, chúng tôi có thấy một cái chuyện là ở trước sân chùa, trước phòng chúng tôi có 7 cây mai mà quý Phật tử được vài tuần lễ trước họ lặt lá mai. Thì thưa quý vị, ở bên Việt Nam á, thường lặt lá mai rất là trễ, tức là rằm tháng Chạp, tức là 2 tuần trước khi Tết, nó đỡ đúng nợ Tết. Nhưng mà bên Mỹ có cái điều là, nhất là tại Houston á, thời tiết nó lạnh, tại thường họ lặt trước 2 tháng. Nhưng mà tuần rồi đó thì chỉ còn có 1.5 tháng thôi, và chúng tôi đã chợt nhớ rằng như vậy đã trễ rồi, thành ra nhờ quý Phật tử nhặt lặt giùm lá mai. Không biết là quý vị có biết về cái này không, nhưng mà cái hoa mai đó, nếu mà mình muốn cho nó nở thì mình phải lặt lá nó mới nở đều và nở tốt. Và thường là lặt lá mai xong cứ nở rộ lên. Thì khi mà chúng tôi nhờ Phật tử lặt lá mai á, thì có Phật tử nói rằng ô bây giờ trễ rồi, tại vì nó đã còn có, chỉ còn có 6 tuần nữa thôi mà phải lặt trước 2 tháng. Thì chúng tôi cứ nói rằng không có sao, cho dù nó trễ qua rằm tháng giêng thì cũng được, không sao hết. Nhưng mà thưa quý vị, mới vừa lặt tuần, hình như là 1 tuần 2 tuần rồi thôi, thì bây giờ nó lại xảy ra một cái chuyện
là thời tiết ở tại Houston năm nay lại rất là ấm. Vì nào mà đang ở tại Houston thì mới biết rằng Noel năm nay tại Houston thì người ta nói giống như mùa xuân vậy đó. Tức là thời tiết rất là ấm áp, dạ ấm áp lắm. Chứ thì bước ra ngoài sân đi tới đi lui mà không hề có mặc áo ấm nào hết thì quý vị, rất là bình thường, thời tiết ấm như vậy. Và hồi nãy chúng tôi ra ngoài sân khách đi về đó, chúng tôi nhìn những cây mai thì bữa nay nó đã có những cái nụ hoa, có nụ mọc ra lú nhú rồi. Chúng tôi nghĩ chắc tuần tới có hoa mai nở. Cái chuyện này là cái chuyện mà chúng ta không có đoán được. À, chúng ta không có đoán được. Nó không có nằm ở trong tầm kiểm soát của chúng ta. Mình nhặt hoa mai đó, nhặt lá hoa mai là để cho hoa mai nó nở theo ý của mình muốn. Nhưng mà cái ý mình muốn là một phần, nhưng mà cái thời tiết đó là phần nữa. Mình lặt lá, mình nghĩ là trời nó lạnh, nhưng mà trời không lạnh, trời nó ấm. Và nó ấm còn ấm hơn bình thường nữa đó. Thì chúng ta cũng phải chịu thôi. Thì đó là pháp hữu vi. Đó là cái bản chất của cuộc đời. Bản chất cuộc đời là không đứng yên một chỗ. Chúng ta thường sống, thưa quý vị, bằng cái nhìn với sự đinh ninh là mọi thứ nó sẽ diễn ra trong một cái nào mình muốn. Thí dụ như là mặt trăng thì quay trong trái đất quy theo cái quỹ đạo nhất định, chung quanh mặt trời rồi tạo ra xuân hạ thu đông. Mùa xuân phải là như vậy, mùa hạ phải như vậy, mùa thu phải như vậy, mùa đông phải như vậy. Rồi cuộc sống mọi người chung quanh thế như vậy. Chúng ta luôn luôn nghĩ về cuộc sống như là sự cố, như là sự an bài, như là cái sự diễn tiến theo cái trình tự. Nhưng mà thưa quý vị, nó không có trình tự, nó rất là bất định. Sự bất định đó đó, nó bao gồm cả ba cái lý lẽ. Một á, là sự bất định cuộc sống, nó đó là sự vô thường. Năm trước mùa Noel lạnh, năm trước nữa mùa Noel lạnh, tự nhiên năm nay mùa Noel không lạnh, cái đó là sự bất thường. Bất thường là gì? Bất thường là cái không bình thường. Bất thường là cái gì xáo trộn. Bất thường là cái nó không đi theo quy trình. Bất thường là cái xáo trộn. Dạ, nó không giờ một cái diễn trình nào đó mà tự nhiên nó thay đổi để làm cho chúng ta khó chịu. Chúng ta nó phải như vậy không? Cuộc đời nó phải như vậy. Và trong sự bất thường đó đó, nó còn nói lên một thứ, đó là nó khiến cho chúng ta không có hạnh. Dạ, thí dụ như mình chạy ra xe, mở máy xe chạy đó, đó là bình thường. Mình lên xe mình chạy tốt, chạy máy chạy nổ rất ngọt, rất tốt, đó là bình thường. Nhưng mà nếu tự nhiên mình chạy ra xe, xe nó hết bình, nó không nổ được, hay là máy của tôi kêu gì bất thường đó, thì chúng ta không có thoải mái đâu. Cái đó gọi là khổ. Nhưng mà trong cả cái vô thường và khổ đó đó, thì nó còn mang tới cách là chúng ta không có kiểm soát tự chủ hoàn toàn. Nó gọi là vô ngã. Tại vì sao vậy? Là tại vì nếu nó thuộc về của ta, thì như lời Phật dạy là mình có thể biểu nó như thế này hoặc đừng như thế kia. Nhưng mà rõ ràng là nó có cái tự tánh, nó có bản chất riêng của nó. Nó không có như thế này và như thế kia. Và do vậy, ở trong cái thời kỳ của đại dịch, ở trong cái nhìn của người con Phật thì, thưa quý vị, chúng ta nên học bốn điều mà chúng tôi nghĩ rằng rất là lợi lạc cho cuộc sống. Điều thứ nhất đó là chúng ta nên nhân cái sự việc mà bệnh dịch lan tràn, nó tạo ra những cái bất ổn, nó tạo ra những cái hệ lụy, và chúng ta thường tâm niệm về cái bản chất vô thường, khổ vô ngã. Vô thường là cuộc sống nó không có ổn định, cuộc sống nó không có diễn ra trong một cái quy trình, cuộc sống nó không có lặp đi lặp lại trong một cái tình trong một cái điều kiện mà chúng ta có thể tiên liệu được. Nó rất là vô thường. Và trong sự vô thường đó đó, nó tạo ra một cái nỗi gọi là bất an của đời sống. Và sự bất an đó là mình không biết rằng những người thân mình ra sao, bản thân mình như thế nào, ngày mai năm tới kinh tế ra sao, cuộc sống gia đình thế nào. Cái đó là cái sự bất an. Chúng ta nói về khổ. Và chúng ta cũng nhìn thấy rằng thế giới này nó không thuộc về ai hết. Thế giới này nó có cái tự tánh riêng của nó. Và mặc dù chúng ta nghĩ rằng mình có khả năng hô phong quán vũ, mặc dù mình nghĩ rằng mình có khoa học tiến bộ, mình nghĩ rằng mình có tiền, mình có máy móc, có này có kia, nhưng thật sự nó không thuộc về ai. Một người bạn trẻ rất giỏi về computer, làm kỹ sư,
cho NASA làm lương một năm gần 150 ngàn, rồi bị nhiễm COVID thì chết. À, chúng ta có thấy cuộc đời nó không thuộc của ai hết. À, cuộc đời nó có cái bản chất riêng của nó. Thật ra, nếu ta dùng những điều đó mà chúng ta nhìn bằng trí tuệ, chư hành đều vô thường với tuệ quán thấy vậy, nhờ bị yểm ly khổ ấy là đường thanh tịnh. Thì nếu chúng ta nhìn nó với cái trí tuệ đó, thì nó là một cái chất xúc tác để cho tuệ giác của chúng ta được thắp sáng. Và thứ nữa, thưa quý vị, chúng ta nên nhân cái cuộc sống ngày hôm nay đó để phát triển cái tâm bi mẫn. Phải nhìn là trong cuộc sống bình thường thì chúng ta ít có cái tâm bi mẫn với người khác lắm. À, chúng ta bận rộn quá nhiều, chúng ta có chuyện phải lo, chúng ta đâu quan tâm đến người khác. Bây giờ thời đại dịch, chúng ta nghe những câu chuyện đau lòng. Ví dụ như có những người trong đại dịch họ rất đói, thưa quý vị, họ rất đói, đói mà đói thật, chứ không phải là mình nói mình sống giữa thế kỷ này mà không có người đói đâu. Đói ở bên Mỹ, thưa quý vị, có nhiều người đó họ phải đi sắp hàng để xin cái thực phẩm mà người ta bố thí người ta cho. Ở Việt Nam chúng ta cũng phải đói, có những gia đình mà chúng tôi đọc những câu chuyện là hai vợ chồng và đứa con lên trên thành phố đi làm công như người ta, thì trong gậy phần lớn là người vợ ở coi con và người chồng đi làm. Chồng chết đi vì COVID, người vợ phải bồng bế con dẫn về miền quê, và trên đường đi thật ra nó khổ sở trăm bề hết, phải nhờ và giúp đỡ người khác. Đó là chúng ta sống thời đại bây giờ. Những cái câu chuyện đó và cùng bao nhiêu câu chuyện khác của cuộc sống đó, thì nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta nên sử dụng sự đau khổ cuộc đời đó làm cái chất liệu để nuôi dưỡng tâm bi mẫn của mình. Chúng ta có cảm nhận được cái đau khổ của một người hay không? Hay là chúng ta vẫn sống trong tâm trạng chúng ta vẫn sống lo những cái chuyện mà nó không đáng lo, nghĩ những chuyện không đáng nghĩ, và chúng ta có cái tâm người chúng ta đủ sự cảm nhận của đau khổ chung quanh hay không, của những người khác hay không? Đó là cái sự phát triển về tâm bi mẫn của chúng ta. Và thứ vì đại dịch cũng là một cái hoàn cảnh mà chúng ta nên tập sống một mình. Sống một mình là kinh nghiệm rất là quan trọng của những người trưởng thành. Những người nào mà có cái mức trưởng thành trong cuộc đời này thì những người đó đều có một cái khả năng là sống một mình và cảm kích khi sống một mình. Tại vì sao vậy? Biết sống được một mình, an lạc với một mình, có thể làm việc một mình, có thể suy nghĩ một mình, thì nó sẽ cho chúng ta thấy được cái lợi lạc của sự độc cư. Chúng ta không sống tùy thuộc người khác. Có những người ngủ một mình cũng không được, có những người ở mình thì cảm thấy buồn. Kể cả các vị tu sĩ, có những vị mà chúng ta biết rằng mình nghe mình ở một mình có thời giờ rảnh mình mừng lắm, mình cảm hoan hỷ lắm, còn các vị là cảm thấy mình thì cảm thấy buồn, thì cái đó là vấn đề. Ở trong cuộc sống chúng ta lâu lâu á, thì chúng ta nên tự hỏi rằng mình có khả năng sống độc cư hay không. Và chúng tôi nói quý vị một điểm này rất là khó tin, đó là Đức Phật Ngài dạy là pháp của Đức Phật á, là khiến cho con người có khả năng sống một mình, chứ không phải là con người pháp Đức Phật Ngài dạy khiến cho chúng ta sống lệ thuộc vào cuộc sống ồn ào. Khả năng sống một mình là một cái gì rất là đặc biệt của cuộc sống. Dạ, quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nhé. Quý vị, khi mà chúng ta nói tới khả năng sống một mình trong thời kỳ đại dịch, thì chúng ta nhận thấy đó là một cái hoàn cảnh, một cái trường hợp mà nó tôi luyện cho chúng ta rất nhiều. Và điều thứ tư mà chúng tôi muốn nói ở tại trong thời kỳ đại dịch là, thưa quý vị, theo lời Đức Phật dạy thì ở trong bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng có cái đau khổ hết. Và nếu chúng ta biết vận dụng và sống một cái tích cực, một cái lợi lạc, thì chúng ta sẽ đi theo chân của các đệ tử Phật. Rất nhiều đệ tử Đức Phật đã từ những cái mảnh đời rất là đau khổ, từ cuộc sống rất là bất hạnh, từ những hoàn cảnh rất là nghiệt ngã, đã đứng dậy và đã làm mới cái cuộc sống của mình. Nếu chúng ta là người con Phật mà trong cái hoàn cảnh khó khăn, và chúng ta cứ cho sự khó khăn để mà than vãn, trong nhiều khó khăn để buồn khổ, thì thật ra chúng ta chưa học được lời Đức Phật dạy đâu. Chúng ta chưa học được. Bởi vì
nếu quý vị nào mà có tham dự cái lớp Phật học cơ bản đó, thì dần dà chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong đó có những cái giai thoại, những câu chuyện mà chúng tôi nói một số rất lớn chứ phải ít đệ tử Phật tìm thấy được cái ánh sáng trong bóng tối, tìm được thấy cái lẽ sống trong cái chết, và tìm thấy được cái trí tuệ ở giữa cái đêm đen mù mịt của vô minh. Tại vì sao vậy? Tại vì đó là cái giá trị của chánh pháp. Vì vậy, nếu chúng ta sống trong thời kỳ đại dịch mà không tìm thấy được cái nếp sống tích cực, không tìm thấy được một cái sự phấn đấu, mà qua đó chúng ta tìm thấy được cái nẻo sáng, tìm thấy được cái giá trị của từ bi, của trí tuệ, thì thật ra chúng ta chưa có thấm nhuần Phật Pháp. Tại vì Phật Pháp dạy chúng ta không phải là đi tìm về một cái khung trời viễn vọng xa xôi, không phải đi tìm về kiếp sau, mà Phật Pháp dạy chúng ta là ở đây, ngay trong cuộc sống hiện tại này, ngay trong sự đau khổ mà chúng ta được mục kích, ngay trong những khó khăn mà chúng ta đang trải qua, và ngay cả trong hơi thở ra vào, ở đó chúng ta học được rất nhiều, chúng ta tu tập được rất nhiều, và chúng ta cũng tìm thấy được rất nhiều. Và do vậy, hơn bao giờ hết, khi mà chúng ta đối diện với thời kỳ của đại dịch, thì thưa quý vị, ở đây chúng ta nói một phần là hoàn cảnh, nhưng phải nói một phần nữa là do sử dụng trí tuệ, vận dụng sự hiểu biết Phật Pháp và vận dụng cái đời sống nội tâm của mình. Qua đại dịch rồi mà chúng ta vẫn tìm thấy được rằng trong xuyên suốt 2 năm, 3 năm của mùa đại dịch, chúng ta vẫn không rời xa Phật Pháp. Ở trong thời gian đó, chúng ta tìm thấy được sự diệu dụng của những lời Phật dạy được áp dụng trong đời sống hàng ngày. Thì thật ra đó là một điều diễm phúc, đó là một điều đại hạnh, đó là một điều lợi lạc cho tất cả chúng ta. Thì thay mặt cho chư Tôn Đức, trong ngày đầu tiên của sinh hoạt đặc biệt tuần lễ chuyển tiếp từ 2021 qua ngày 2022, chúng tôi xin cầu chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn tìm thấy được sự nương tựa ở ba ngôi Tam Bảo, và đặc biệt xin chánh pháp thắp sáng trí tuệ trong lòng của chúng ta, để trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng sống tốt với bản thân của mình và sống tốt với những người chung quanh mình. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sinh hoạt ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thố lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tòa Giác Đẳng cùng với quý chư Tôn Đức Tăng đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để cho toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, quân tu hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Chúng con kính cảm ơn quý ốp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Mangkaye na vajja mana sadida se sukatang katang.